Xin chào các anh chị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau ở phần 10 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn. Chủ đề của cái phần 10 này là Yin tu nữ hải chèn lơ tráng pha chuyên kề bố ú quản. Yin tu là Ấn Độ, Yin tu nữ hải là cô gái người Ấn Độ. Chèn lơ tráng pha, cắt đi từ chèn là cắt, chèn lơ là đã cắt thì mình dịch là cắt đi, tráng pha là mái tóc dài. Chuyên này ở mắt Việt là chữ quyên, có nghĩa là quyên góp, là tặng cho đó. Chuyên kề bố ú quản tức là tặng cho bảo tàng. Yin tu nữ hải chèn lơ tráng pha chuyên kề bố ú quản. Sau đây xin mời mọi người nghe mình đọc một lần. Yin tu nữ hải phát theo chèn lơ tráng pha chuyên kề lơ bố ú quản. Tha lưu suy tờ sử hô khai sử liễu thổ pha. Tha chí nén sử ba suy thổ pha dầu lén mì tráng. Phát theo tờ ma mà phê tráng cao xinh yên quê tha mầy trâu xỉ thổ pha giao hình tráng sử chén xin dài tha khở dị sần hình tố sử chén là. Bây giờ mình sẽ giải thích từng chi tiết cho các anh chị và các bạn nha. Yin tu nữ hải nãy mình giải thích rồi. Yin tu nữ hải bát theo tức là cô bát theo người Ấn Độ. Chèn lơ tráng pha, chèn là cắt, chèn lơ tráng pha là cắt đi mái tóc dài. Pha ở đây là thanh tư, pha đây là thổ pha là tóc, tráng là dài, tráng pha là mái tóc dài. Chuyên kỳ là bố quản tức là tặng cho bảo tàng, bố quản là bảo tàng. Tha lưu suy tờ sử hô, khi cô ấy 6 tuổi, lưu suy tờ sử hô, lưu suy tờ sử hô, khai sử liễu thổ pha, bắt đầu để tóc, liễu là để lại, giữ lại, lưu lại, ám việc là chữ lưu á, liễu sẽ sớm á, du học sinh á, lưu học sinh. Liễu thổ pha là để tóc, tức là không có cắt nữa. Tha lưu suy tờ sử hô, khai sử liễu thổ pha. Lúc cô ấy 6 tuổi thì bắt đầu để tóc. Tha chí nén sử ba suy, năm nay cô ấy 18 tuổi. Thổ pha là mái tóc, dù lén mì tráng. Lén mì là 2 mét, lén mì tráng là dài 2 mét. Rồi bây giờ từ dù nghĩa là gì? Không phải là có dài 2 mét mà là dài khoảng 2 mét. Từ dù ở đây có nghĩa là ta cai đó, ta hiểu nó như vậy. Patel the mama phải chẳng cao xin. Mẹ của Patel cực kỳ vui mừng, tức là rất là vui mừng. Yin we tha mei zhou xì thổ pha, từ pha là thanh tư, mọi người chú ý sửa giùm. Yin we là bởi vì, tha mei zhou, từ zhou là bằng với từ xin xi. Mỗi tuần cô ấy tha mầy râu xì thổ pha là gội đầu hoặc là xì thổ thôi cũng được. Hình tráng sử chén, giao hình tráng sử chén phải rất lâu. Hình tráng sử chén là bằng với hình chiều. Như vậy ngay chỗ này mình có thể đổi giao hình chiều cũng được. Rồi bây giờ giải thích thêm cái từ râu. Từ râu đó là bằng với từ xinh xí, mầy râu tức là mầy cơ xinh xí. Từ trấu là cái cách dùng ở trong văn viết nhiều hơn. Trấu là bằng với sinh xí, như vậy là trâu y, trâu er, trâu san, trâu sư, trâu ủ, trâu liêu. Thứ hai, bằng với sinh xí y, sinh xí er, sinh xí san, sinh xí sư, sinh xí ủ, sinh xí liêu. Và sinh xí thiên là chủ nhật thì nó là trâu rư. Nó nói như vậy. Xin trai tha khở dị sần hình đó sử chén là. Và bây giờ cô ấy có thể sần là tiết kiệm ra được. Sần là tiết kiệm, hành tố sử chén là rất nhiều thời gian rồi. Như vậy trước đây tóc dài thì gội đầu rất lâu, bây giờ tóc ngắn đi rồi thì sần hành tố sử chén là tiết kiệm được nhiều thời gian. Và từ sần này mọi người lưu ý ở những chỗ khác, mọi người có thể thấy nó có nghĩa là tỉnh. Ví dụ tỉnh Quảng Nam chẳng hạn, Quảng Nam sần. Tỉnh Bình Dương là thiển giảng sần, từ sần là tỉnh. Còn đây là động từ tiết kiệm ra được, sần với nghĩa đó. Và cuối cùng là mình kết thúc phần 10 này. Chúc mọi người học thật là vui, nhớ học thật là kỹ, khi nào kể được thì chúng ta mới qua phần mới nhé. Tập nghe nhiều lần. Chúc các bạn thành công.